Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Lato và Z, và đây là số hỏi đáp thứ 90. Quá là lâu rồi. Và trước khi vào những câu hỏi mà anh em gửi rất nhiều trên kênh YouTube của Lato và Z thì Duy có một vài lời gì đó có nhắn gửi đến anh em không? Nếu anh em nào có những câu hỏi, những băn khoăn gì hãy comment dưới phần bình luận hoặc là tham khảo group Facebook Thảo Công Nghệ của chúng mình để dưới phần mô tả video hoặc phần comment ghim. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu video đến câu hỏi đầu tiên luôn nha. Thì câu hỏi đầu tiên của bạn Hoàng Phúc, thì bạn học ngành của em, bạn hỏi là em học điện tử viễn thông thì quan trọng GPU hay CPU nhiều nhân nhiều luồng hơn, mong được giải các anh trả lời. Thì với những ngành học này thì rất là nhiều những cái app thì đa phần sử dụng CPU là chính và RAM, còn cả đồ họa thì rất là ít app sử dụng, chỉ có là CST về cách là bạn vẽ mô phỏng anten thì may ra là mới cần đến GPU thôi. Câu hỏi thứ hai của Minh Châu Nguyễn, thì bạn hỏi là hai anh cho em hỏi là học marketing 407iq có ổn không, 8GB RAM chỉ chơi game nhẹ thôi. Thì theo anh là con 07iq này chơi ổn, với 8GB RAM chơi ổn, nhưng mà chỉ là chơi ổn trên eSports thôi. Bình thường mình thấy các bạn nói là các bạn chơi game nhẹ, nhưng mà thật ra các bạn chơi cả game nặng nữa cơ, cho nên là mình lại khuyên anh em là chúng ta chỉ nên chơi game nhẹ nhàng eSports trên chiếc máy này thôi. Còn nếu như chúng ta hơi cày kéo một tí, tức là chơi khoảng là 8, 9, 10 trận liên minh một ngày chẳng hạn, thì chúng ta nên sắm thêm một cái đế tản nhiệt nữa cho nó ổn định nha, bởi vì đây chỉ là một chơi book thôi, mỏng nhẹ không nên cày kéo làm gì cả. Ok, sang câu hỏi tiếp theo của bạn Khoa Lê. Ad ơi, cho em hỏi nếu mua con Dell Inspiron 5502 hoặc là Asus VivoBook S533EQ 16GB RAM để học lập trình thì có ổn không ạ? Bạn ấy có hỏi thêm là tại vì em thấy cả hai con đều có độ sáng thấp và con Dell thì gõ không sướng, với cả đèn nền yếu thì có ổn không? Mong anh trả lời. Thì theo anh thì con 502 hiện tại là giá nó vào khoảng là 19-890. Thì với cái mức giá này, nếu bạn thích 15 inch của con 5502 mà thích nó phím ngon mà cho lập trình thì bạn có thể tham khảo luôn con 5510, hiện tại nó mới ra, giá nó cũng dao động vào khoảng 19-890. Thì theo mình là cái con đó nó sẽ nhỉnh hơn con 5502 so với cả năm ngoái. Thì theo Duy thì sao, có option nào gợi ý cho bạn không? 20 triệu thì có ThinkPad T490S, nó có độ sáng ổn và nó có bàn phím tốt, chỉ là phổ màu nó sẽ không được cao thôi. Còn em nghĩ là trong sự lựa chọn này thì ThinkPad T490 là sự lựa chọn hợp lý cho bạn học code là ổn nhất. Ngoài ra thì anh có một cái option nữa cho bạn mà mình rất hay tư vấn, đây là con ThinkPad E15. ThinkPad E15 khá ổn cho coder. Ok, sang câu hỏi tiếp theo của bạn Tín Nguyễn. Chào hai anh, em đang dùng Dell N5577i7 Gaming, hiện tại là RAM đang 8GB và em muốn nâng cấp lên RAM 32GB thì em phải thay RAM mới hay lắp thêm ạ? Để tốt nhất thì hãy lắp hai thanh 16GB RAM để chạy đua channel là tốt nhất. Ok, và bạn lưu ý là phải là cùng bớt và cùng dung lượng nha. Ok, tiếp theo là câu hỏi của bạn Cover đi chơi game. Quá hay. Hai các anh cho em hỏi là trên dưới 20 triệu máy nào chạy Ryzen 5500U hoặc là Ryzen 7 5700U hoặc i7-1165G7 ngon nhất anh nhỉ, không phải lắp gaming nhé. Thế thì Ryzen 5500U thì lại chúng ta lại có ngay Q408UG. Rất ngon luôn, phổ màu cao, ngon nhất. Còn 1165G7 thì có con nào ta? Em nhớ là Lenovo Yoga tầm... Lenovo Yoga tầm này không có. i7 thì như tầm này hơi hiếm nhỉ. Tính ra là hiếm. Tầm này là nhiều anh em thích chọn i5 hoặc R5 hơn cho nó tối ưu chi phí tốt nhất đấy. Còn R7 thì như là có con IdeaPad 5 là có R7 tầm này. Là em nhớ chuẩn xác là như vậy. Còn cá nhân em nghĩ là giữa ba CPU này chọn R5 là đủ rồi. 408UG hoặc là 5515 là có ổn rồi. Theo mình thì tầm này bạn nên cút ngay 4Q408UG đang rất nhiều hàng. Còn những con kia có khi khan hàng, không có hàng mà mua cơ. Ok. Rồi. Câu hỏi tiếp theo của bạn TH Music. Đây em học ngành tự động hóa, định mua Acer Nitro 5 nhưng máy lại bị bóp hiệu năng. Anh có thể tư vấn cho em một vài mẫu khác không ạ? Kinh phí 20 triệu và em có thể chơi một vài lên như LOL. Cảm ơn các anh ạ. Lại là câu chuyện bóp hiệu năng thì có lẽ là đây sẽ là một cái chủ đề anh em cực quan tâm, và chúng mình đã có sẵn một cái video để dành cho anh em rồi. Anh em đợi nha. Đây là cái chủ đề mà Duy View đã làm. Duy View có vài lời gì đó nhắn gửi anh em cho cái chủ đề này không? Hãy subscribe và chờ. Hoặc là anh em có thể lên group Facebook Học Công Nghệ để có thể là biết thêm thông tin về cái vấn đề về Acer Nitro 5 nha. Rất hấp dẫn đấy. Ở dưới phần mô tả. Còn tiếp theo của Đặng Nguyễn Hùng Hữu Lâm. Nên mua TUF S15 RTX 3050 pin khỏe hay là thêm tiền nâng Nitro 5 i7 3050 pin yếu hơn một xíu? Em học công nghệ thông tin về code, game và deep learning. Cá nhân mình nghĩ thì tất nhiên là về cấu hình thì con Nitro 5 nó sẽ hơn hẳn, nhưng mà hiện tại thì bạn đang ở, nếu mà bạn ở môi trường học thôi thì con TUF S nó cũng là sự lựa chọn hợp lý. Mặc dù i5 4 nhân nó không phải là quá xuất sắc gì cả, nhưng mà cái thời lượng pin thì nó khá ổn. Thiết kế đẹp, rất là đẹp, và ngoài ra thì nó là dưới mỏng nhẹ, Nitro 5 nó không có phải là thuộc cái phân khúc đấy. Thành ra thì cá nhân em sẽ chọn con TUF S. Anh thì anh vẫn có một cái gì đó ưu ái cho đại bàng. Ok, sự lựa chọn cho đại bàng. Đại bàng luôn. Còn tiếp theo của Quyên Nguyễn, Kiên Nguyễn.
Mấy anh cho em hỏi tablet bây giờ có làm các vụ văn phòng của Word, Excel mang lên truyền thuyết định bao được không? Nếu có được mỗi ngày 89 triệu, một con đường bắt dây lên mắc 25 triệu thì nên đóng con laptop, con lap 25 triệu hay là 20 triệu màn giờ em chỉ học CSGO thôi. Và con lap 20 triệu nào ổn không mấy anh? Thì câu hỏi đầu tiên của tablet thì em là dân chơi tablet, em sẽ chia sẻ là cho tầm 89 triệu ấy thì bạn có thể tham khảo con Galaxy Tab S6 cũ nếu bạn tìm được hàng, còn không thì con Tab S7 SE nó nhích hơn một chút nhưng mà nó có thể hoạt động được Word, Excel ở mức cơ bản với Samsung Dex, nhưng nó không phải là xuất sắc được, nghĩa là nó có thể dùng được trên cái môi trường đại học, nó không phải dùng chuyên ngành đâu, nó kiểu là nó làm chung chung thôi, làm chung chung kiểu đại cương thôi thì có thể làm được, nhưng mà nó không thể nhiều tính năng được như là Windows bình thường. Thêm vào đấy thì một câu nữa bạn hỏi là mắc 25 triệu thì nên chọn combo 20 hay là 25, tức là 25 mua lap hoặc là 20 để mua lap, còn 5 triệu là để mua màn rời. Thì theo anh thì bạn với một cái gọi là nhu cầu nó set go thì theo anh, nếu mà như bạn không có nhu cầu di chuyển quá nhiều thì chúng ta hoàn toàn có thể chơi một con Legion 5 22 triệu, con bản 2020 và thêm một cái màn hình rời nữa, nó phải khoảng 3 triệu rưỡi 4 triệu gì đó thì nó cũng khá là ngon. Nhưng mà rất tiếc là giờ Legion 5 có gì đó là không còn, Legion 5 giờ không còn hàng nữa. Em có một cái option hay hơn là con RG Switch G513 R5 R7 R4 nhưng mà 1650 đấy thì con đấy khá ngon, nó dao động khoảng 22. Ủa, thêm 22 triệu ngon đấy. 3 triệu đóng con AOC 24G2 nữa là đẹp, là set go các thứ là tương hết, không phải lo gì. Mà máy còn ngon, chắc chắn là con RG thì hợp lý, giá 22 triệu này rồi. Hợp lý, option hợp lý. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn NTA. Nói ngoài lề, chào mừng các bạn quay trở lại với studio, chúc các bạn mạnh khỏe. Cảm ơn bạn. Câu hỏi chính, cho mình hỏi là khi nâng cấp RAM thì phải mua một thanh RAM giống như của laptop bạn. Mình trả lời luôn là đúng. Tiếp theo là mình có thể lắp một con RAM loại khác được không? Ví dụ như một con lắp mình có thanh 8GB DDR4 3200 của Kingston và mình lắp thêm cũng là một thanh 8GB DDR4 3200 nhưng là của Samsung. Vậy thì có vấn đề gì không? Mình rất thích xài đồ công nghệ nhưng lại hơi lú về việc này. Mong AZ hiểu và giải thích ạ. Mình cảm ơn. Bạn ấy có mở ngoặc thêm là lần trước được lên sóng khá là nhanh nên lần này chậm cũng được. Ok. Rồi Duy giải đáp cho bạn xem nào. Thì cái việc này thì như anh em mình ấy, ở nhà đây RAM micro các thứ là trên cùng với chiếc máy laptop ấy thì nó rất là dễ, những nhiều loại ấy. Nhưng mà nhà mình chỉ có mỗi Samsung lắp tương Samsung bừa vẫn dùng ok, nói chung là cùng bớt cùng dung lượng là ổn rồi và mình nghĩ là nó sẽ không kén RAM quá nhiều đâu. Con máy nào kén RAM lắm thì may ra nó mới không dụ nhận đâu, còn đa phần lắp Samsung vào là nhận hết. Câu hỏi tiếp theo của Trung Phạm Thành. Em chào Dr. Z, em có học graphic design, web, digital design, nghĩa là chuyên làm web, filmmaking, game design, siêu nhân vãi. Siêu nhân. Thì nên chọn laptop nào phù hợp, tầm giá 23 triệu, em mong được lên tập 90-91. Đấy, em cảm ơn kênh của lúc kênh này phát triển. Ok, đây cái 90 rồi nhá. Thì 23 triệu mà cái nhu cầu này nó hơi khủng. Hạt con nhỉ. Nó hơi khủng long đấy. Em chỉ nghĩ ra là tầm này là bạn lại phải nới khoảng 2 triệu nữa. Vẫn là con RG G513 hoặc con Acer Nitro 5 bản 2021 vẫn phải có cái nhu cầu lắp RAM nữa cũng mới ngon. Đấy. Thế nên là cái budget nó đang hơi bị đuối. Xong rồi ngoài việc nâng RAM ra phải có một màn hình ngon nữa để có thể edit được, làm màu tốt, edit graphic design các thứ tốt. Thế nên là budget bạn ít nhất là khoảng 3 triệu nữa thì để up RAM này, up màn hình ngon để có thể làm được việc tốt. Hiện tại thì bạn có thể chọn con G512 hoặc con Nitro 5 bản 2021 và có thể sử dụng chống cháy được, nhưng mà tốt nhất thì vẫn phải nới từ khoảng 3 triệu cái budget nữa thì sẽ hợp lý. Đấy, thì đấy câu trả lời của mình cho câu hỏi của bạn bạn Thành. Câu hỏi tiếp theo của Phong Lê, của rapper. Chứ có cái vấn đề thắc mắc mong hai bạn giải đáp. Mình mua hàng on, sản phẩm thì được bảo hành toàn quốc. Vấn đề đặt ra là mình ở tỉnh khác bảo hành kiểu gì? Thông thường thì đem ra bảo hành, chứ mình mua on thì đem ra những cửa hàng khác bảo hành được không, hay là phải gửi bảo hành hãng? Mà gửi kiểu gì mà muốn mua on mà lăn tăn cái vụ này? Cảm ơn kênh đã giải đáp và chúc kênh sức khỏe. Ok, ví dụ như laptop AZ đi, khi bán những sản phẩm cho đến khách hàng ở những cái người ở tỉnh khác như ở trong miền Nam chẳng hạn, thì lúc mà chúng ta bảo hành ấy thì sẽ có những cái đối tác ở trong thành phố Hồ Chí Minh hay những cái tỉnh đó, nếu có thì các bạn sẽ được gửi bảo hành ở đấy luôn, thì đấy rất là tiện. Hay là các bạn mua những dòng sản phẩm chính hãng mà như kiểu là Asus ZenBook một vài mẫu này, hay là Dell Inspiron một vài mẫu, hay là những mẫu máy nào mà được gọi là chính hãng rồi, thì bạn hãy gửi đến trung tâm bảo hành, hoặc là một vài hãng như là Asus hay là Dell thì họ có cái dịch vụ là gọi bảo hành đấy, là người ta đến người ta lấy máy chẳng hạn, thì cũng có vài tỉnh họ support cái này, hoặc là mất thêm một giờ một chút. Hoặc nếu bạn muốn được bảo hành kiểu tự chủ động hơn thì chúng ta lại đóng máy gửi đi bưu điện để gửi đến những trung tâm bảo hành hoặc là cửa hàng,
thì chúng ta sẽ được bảo hành, và lúc đó thì cửa hàng sẽ nhận chi phí rồi gửi trả lại những cái vấn đề về bảo hành, gửi về sản phẩm cho bạn. Đấy, thì thường là như thế. Nghe nó hơi cồng kềnh một tí xíu nhưng mà nói chung rất dễ hiểu đúng không ạ? Hy vọng là được cái vấn đề này sẽ giúp ích cho bạn phần nào. Chúng ta sang câu hỏi tiếp theo, câu hỏi của bạn Long hay là Long gì đó. Đeo G15 5515 R5 RTX 3050 học AutoCAD chơi game 3A mê điểm setting thì có ổn không ạ? Nhiệt độ của nó có tệ so với mặt bằng chung hiện tại không? Theo anh thì cái cấu hình này ổn, không vấn đề cả, bởi vì nó là R5 mà cũng bình thường. Chơi game 3 ở mê điểm setting thì cũng có ổn, nhưng mà có thể một vài game nó sẽ bị tụt FPS. Đó, thì nhiệt độ của nó thì hiện tại là mình vẫn chưa có cơ hội được sờ con R5. Sắp tới đấy thôi là chúng mình sẽ ra một cái video con R5 ở Hàn có trên bàn tay rồi. Giờ chỉ việc là quay video thôi, editor làm nhanh thôi là chúng mình sẽ có ngay video cho anh em. Thì anh em hãy chờ nha. Nhưng mà nói chung là với Ryzen thì chắc chắn là không phải lo vấn đề nhiệt độ. Tức là nhiều. Sẽ có khả quan là cái nhiệt độ sẽ cải thiện so với Intel. Đúng rồi, so với Intel. Trước tiên là so với Intel đã là chắc chắn là về nhiệt độ nó sẽ cải thiện. Và đây là câu trả lời của mình. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi của bạn Minh Nguyễn. Hai anh cho em hỏi giữa Lenovo Legion 5 2021 R5 5600H và Acer Nitro 5 2021 i7 11800H, cái con đều RTX 3050 thì nên chọn máy nào ạ? Em học quản trị kinh doanh, chơi LOL, độ bền 4-5 năm và so sánh với hiệu năng thì CPU nào mạnh hơn, còn về tản nhiệt thì máy nào mát hơn ạ? Chúc mình ngày càng phát triển. Thì về nhiệt độ thì chắc chắn nhìn vào đây là biết ngay là con Nitro chắc chắn là nó có một phần nào đấy. À không, từ, anh nhầm, đây là con i7. À i7. Anh nhầm, đây con i7. Thành ra là nó sẽ nóng. Chắc chắn sẽ nóng rồi. Còn về xem nào, R5 thì chắc chắn nó sẽ mát hơn rồi. Nhưng ở đây bạn so sánh hơi gập khiễng, bởi vì một con là R5 516, con i7 11 nó lại hơi gập khiễng, nó đang chưa được cân bằng lắm. Thì theo suy nghĩ sao? So sánh thì hiệu năng là CPU nào mạnh hơn thì đương nhiên là i7 chắc chắn rồi. Tản nhiệt cái máy nào mát hơn, nhiệt độ thì Nitro 5 mình nghĩ là sẽ mát hơn, còn về tản nhiệt con nào tốt hơn thì mình nghĩ là nó ngang nhau. Với hai lựa chọn này thì chốt lại thì mình sẽ chọn con Ryzen 5 nếu mà còn hàng là ok nhất. Ok. Câu hỏi tiếp theo của bạn Trần Phú Phước. Dạ chào hai anh, em cho em hỏi giữa Acer Predator bản màn 2K 3060 và Legion 5 Pro thì nên chọn con nào? Em không chơi game nhưng vẫn muốn máy mạnh để học và làm việc lâu dài từ 4-5 năm, nên em ưu tiên màn hình, bàn phím, bản lề, chất lượng build, tản nhiệt và bảo hành tốt ạ. Em cảm ơn. Anh chưa sờ một con Predator bản 2K, không biết là Duy sờ chưa? Cái bản Predator này thì thực ra nó sẽ không khác gì 2020 lắm. Thành ra thì con 5 Pro nó lại quá mạnh, cho tầm tiền này, thế nên là khó có nào đọ là con 5 Pro. Thành ra cá nhân mình vẫn sẽ chọn 5 Pro. 5 Pro vẫn gì đó rất thế giới. Vì 3060 5 Pro 130W, còn Helios em nhớ không được là 115. Thì nó sẽ đuối hơn. Okay. Thế không có lý do gì không chọn Legion 5 Pro cả. Câu hỏi tiếp theo. Ricardo Da Vinci. Okay. Đấy, bạn hỏi là em mới nhập môn. Hai quý vị cho em hỏi là con nào học tập trong mức giá 27 triệu. Thiết kế bình thường không hầm hố. Học được GTA 5 set go LOL, tác vụ web edit cơ bản, lập trình một tí, bonus up được RAM bộ nhớ. Thế thì chỉ có một con, em chắc chắn là chọn con này là ngon nhất này. Con này sẽ là con Legion 5 bản R5 RTX 3050 là lựa chọn khả thi hiện tại. Cũng không có mẫu máy nào nhỉ. Không biết đâu khác mà lại còn bây giờ phải xét trên cái tiêu chí là còn hàng nữa cơ. Hàng thì là bản Legion 5 2021 thì nó quá dư cái tiêu chí cho bạn rồi. Học tập mấy cái phần mềm gọi là Adobe GTA 5 thoải mái, không có gì cả. Up được bộ nhớ nữa. Câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Tuấn Hải. Chào anh, em là tân sinh viên, em đang cân nhắc mua laptop, cho em hỏi hai câu. Tiêu chí để nhận biết một chiếc laptop cần phải nâng RAM mới hiệu quả tốt nhất là gì? Hôm trước em mới nghe hai anh nói là i5 11300H phải up thêm RAM. Em đang nhắm đến con Acer Nitro 5 Eagle bản i5 11400H với tích 3050. Con này có cần thiết phải nâng thêm RAM để CPU và các bù hết hiệu năng máy ở máy hỗ trợ là 45W và 85W không ạ? Hoặc có sự lựa chọn khác tốt hơn, mà hoặc là tính cả tiền nâng RAM nếu cần trong tầm giá này không? Cảm ơn hơn anh và chúc tôi sẽ phát triển. Ok, rồi. Cái đầu tiên đi, tiêu chí là để nhận biết những laptop nào cần nâng RAM và hiệu quả tốt nhất là gì. Thì thường thì cái này thì dựa theo review thôi chứ chẳng có cách nào nhận biết được. Thế nên là cái này thì anh em hãy tin review của laptop Z là tốt nhất. Thứ hai là em nhắm như cho 5 Eagle thì cần phải nâng RAM để CPU búng hết được không? Có, nói chung là con nào thì cũng cần. Nhưng mà đại đa số hiện tại thì em thấy là nó không cần thiết để có thể búng được hết sức hiệu năng của con CPU trên con Eagle, nhưng mà tốt hơn thì vẫn cần nâng RAM thì mới tốt hơn được. Thì đấy là cái câu trả lời của em. Tức là riêng chạy đua channel nó đã là hơn rồi. Đó, cho nên là nâng lên thì nó chắc hỏi, hơn. Có bạn hỏi thế là có được cho ngon hơn cho tầm giá không? Mình nghĩ là cũng khó. Khó. Cũng khó. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn Quyền Cầu Chiếng.
Cho mình hỏi khoảng 40-45 triệu thì nên mua con nào ok nhất? Legion 5 Pro, Helios 300, Triton 300 hay là Alienware 15R5? Mình là mê xây dựng, ít chơi game, cần được giải đáp và mọi trả lời. Cảm ơn. Ít chơi game nhưng mà lại trông nó nếu mà bạn làm về xây dựng này, ít chơi game thì để cho nó thanh lịch nhất, cho nó vừa phải nhất, đúng cái tiêu chí nhất thì anh nghĩ là Legion 5 Pro. Nó vẫn là một cái gì đấy, nó không, nếu mà so với cả những cái con mà bạn đưa ra này thì nó không có gì, nó không hầm hố. Legion 5 Pro á? Ừ, anh nghĩ vậy. Em thì lại thích Triton 300 nhưng mà cấu hình hơi đuối. Triton 300 nhìn như laptop 100W nhưng hơi đuối. Đúng rồi. Triton 300 SE. Trong năm sự lựa chọn này thì con tốt nhất là con Alienware 15R5, nhưng thiết kế này lại hơi gaming. Hơi quá một tí. Đúng rồi, nó hơi quá một tí. Thế thì bạn sẽ có hai lựa chọn là 5 Pro hoặc là 15R5 nếu bạn chấp nhận cái thiết kế nó không phải vấn đề quá lớn nữa bạn. Câu hỏi tiếp theo của bạn Phạm Huy. Hai bạn cho anh hỏi học công nghệ thông tin khoa quản trị mạng thì con lab nào là phù hợp cho tầm giá 15-17 không? Với nhu cầu là game nhẹ. Cảm ơn đây bạn, chúc các bạn phát triển. Ok, 15-17 nâng được RAM. Nhu cầu học tập game nhẹ thì em chắc chắn một điều lấy con HP Pavilion 14 2021 là khá ngon. Không là một sự chọn tệ một tí nào đâu. Ok, ở dưới các bạn future bạn ghi chữ hóng nữa thì hy vọng là câu trả lời sẽ giải đáp cho cả hai bạn. Ok. Và đó tất cả những gì trong video ngày hôm nay. Nếu anh thấy video hay, like, subscribe, chia sẻ. Và nếu anh em có những câu hỏi mà bị lỡ rồi không có kịp comment trả lời hay là như nào ấy, thì anh em hãy vào group Facebook Hảo Công Nghệ để có thể đặt những câu hỏi hay là trao đổi về công nghệ nhé. Sắp tới sẽ có một cái mini game khá là to cho anh em nào thích viết lách rồi chia sẻ về những thông tin công nghệ. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye. Xin chào. Bye bye.